Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn mua hạc liên quân thì hãy truy cập ngay kho hạc rẻ 24h.com. Tôi Hugo xin chào lại chào anh em. Tôi rất chào lắm cho anh em. Tôi và Tiến chào lắm cho anh em. Tôi Cường Seven chào lắm cho anh em. Ok các bạn ạ, thì mình nhận được yêu cầu của mọi người là làm tôm hùm đất từ lâu rồi, nhưng mà hôm nay mình mới có dịp để mình làm. Vậy vì đợt vừa trước ấy thì mình có rất nhiều kế hoạch khác nên bây giờ mình mới có dịp để làm cho các bạn xem. Giờ kia mình đã chuẩn bị được 3kg tôm hùm đất kia rồi, thì một lát nữa mình sẽ cho các bạn xem. Và hôm nay mình sẽ làm cái món gọi là tôm hùm sốt bơ tỏi các bạn ạ. Rất nhiều anh em khác làm cái món là tôm hùm sốt me này, tôm hùm hấp, tôm hùm luộc, rồi tôm hùm xào lá ngón những thứ. Nhưng mà anh mình không làm thế, và anh mình làm cái món gọi là tôm hùm đất, gọi là sốt bơ tỏi các bạn ạ. Thì ngay bây giờ mình sẽ cho các bạn xem số tôm hùm đất và số nguyên liệu mà như mình đã chuẩn bị. Nếu các bạn mà thấy clip này của như mình hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, một lượt chia sẻ video để ủng hộ như mình nha. Đây là 3kg tôm hùm đất mà như mình đã mua. Thực sự là anh em mình muốn tìm những cái loại tôm sống để cảm giác ăn cho nó tươi ngon nhưng mà không tìm được. Nên như mình đã quyết định mua cái loại đông lạnh này. Thì cái loại đông lạnh này mình nghĩ là người ta đã sơ chế qua, bởi vì thì nó mới có cái màu đỏ như này các bạn ạ. Và nó cái tên là tôm hùm đất, thứ nhất là chắc là nó sống ở đất, và thứ hai nó hình dạng của nó rất giống tôm hùm, nhưng kích cỡ của nó chỉ được như thế này thôi các bạn ạ. Và anh mình đã bày ra mâm để cho đẹp mắt ấy, nên mình đã bày ra mâm rất là đẹp luôn các bạn ạ. To hơn con cái một chút. Tôm này em lúc đầu cứ tưởng là tôm lửa, là tại vì lúc đó tôm này kiểu này gọi tôm lửa thật. Thường người ta hấp qua để có thể để đông lạnh được, kiểu như không bị mất thịt đấy. Còn ở kia như mình đã chuẩn bị bơ rồi tỏi, hành khô là cho vào để cho thêm thơm này, ớt này, nửa kg ớt, rồi ngô ngọt, khoai tây, và đây có cả xúc xích các bạn ạ. Thì như mình sẽ phải đi làm mấy cái món này. Rau này thì để cho đẹp thôi, không biết là có tác dụng khi mà ăn kèm với cả tôm hùm đất không nữa. Anh, nhưng hả? Lại nửa cân ớt này á. Ừ. Như chai này sẽ lạnh một tí ăn nó kiểu tê tê. Cay à? Ừ. Anh em mình lúc nào cũng cay. Cạnh. Ok, bây giờ anh mình sẽ bắt tay vào đi làm nguyên liệu. Anh mình chuẩn bị sốt bơ tỏi luôn các bạn nha. Đi, chuẩn bị thôi. Mình đã cho ngô rồi khoai rồi xúc xích vào để luộc qua rồi các bạn ạ. Bởi vì mấy con tôm hùm kia đã được hấp sẵn từ trước rồi. Vậy nhưng mình phải luộc qua cái này, một lát nữa sốt cùng sẽ nhanh chín hơn. Thì như các bạn đã thấy, anh em mình đang ở cánh đồng quen thuộc. Bởi vì nhà hàng xóm đang cưa mới cắt cái gì ảnh hưởng đến tiếng ồn, nên như mình phải ra cánh đồng quen thuộc để tiếp tục cái món gọi là tôm hùm đất sốt bơ tỏi của anh em mình. Nhưng mà khi mà ra đến đồng thì lại gặp một chút mưa thì là nhỏ một chút thôi, mong sao trời không mưa để có thể hoàn thành được clip này các bạn ạ. Niên Cường thì đang ngồi đuổi ruồi. Tay em không ngừng luôn. Sau khi bạn xong đổ luôn nước đi, đấy như mình bắt đầu xào luôn, không về tối mất. Anh em mình đã cho bơ vào rồi, bây giờ anh em mình sẽ cho tỏi với cả hành khô vào để xào qua đi cho nó thơm các bạn ạ. Đâu, cho nguyên liệu chuẩn bị mang ớt đây, chuẩn bị cho vào luôn. Từ từ cho thơm đã. Bạn ngửi thấy mùi gì chưa? Tắc mũi không ngửi thấy. Nhìn rất là thơm đấy. Bơ đã thơm này, hành với tỏi thơm hơn. Liền thơm rồi. Ai bị mất khi mất giác cũng có thể ngửi thấy. Mất tâm luôn. Thơm lưng rồi, lứt hết cả mũi rồi. Thơm đập. Cái này chín sẵn rồi nên anh mình chỉ cần đào qua thôi là nó chín mà. Ôi, thèm quá.
Đấy, bước cuối cùng của anh em mình đây rồi. Đợi đợi một lát nữa thôi là chín rồi. Nhìn khá là bắt mắt rồi các bạn ạ. Không biết là món này thưởng thức thế nào thôi. Đây là, cũng là lần đầu tiên của mình được thưởng thức món này. Còn không biết là mọi người thế nào thôi. Cái này làm sao đây? Anh này, anh đang dưỡng võ gì vậy? Ôi trời ơi, chết lông là vậy. Thôi, chắc là chín rồi, bỏ ra đi. Đây, em đảo lốt một vòng này. Ok. Ui dồi, không nóng tí nào anh ạ. Ai dạ, chỉ bỏng thôi. Ui dồi, đây là mâm, gọi là mâm xà lách anh mình đã bày sẵn ra rồi con ạ. Ủa, thèm quá. Thèm rồi á? Thử con đi. Con đi. Thử thẳng mồm luôn. Nhìn khá là ngon các bạn ạ. Thử thẳng mồm. Ủa. Béo béo, thơm thơm, ủi ngọt ngon. Thôi đây, anh em mình sẽ bỏ vào để anh em mình thưởng thức luôn thôi. Nhìn bây giờ hiện tại đang rất là ngon luôn. Ngay bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu thưởng thức và đánh chén thôi. Nào, tất cả mọi người cùng đánh chén nào. Yeah. Ngon quá. À, bởi vì sao Cường là không không động đậy, bởi vì lần trước thế anh đi ngồi. Lần trước đã bảo là ăn cái hôm ăn gói tôm ấy, đã bảo là không ăn được tôm rồi bởi vì dị ứng, nên là Cường cũng không dám ăn cái này. Thôi ngồi ăn tạm xúc xích với cả ngu ngọt vậy. Mình lại ngậm ngồi nhìn mọi người ăn. Tôi bật nước ra uống tạm trước đi. Cần lấy lạc đai không? Hôm nay có xúc xích rồi, chắc là anh Bộ biết là mình không ăn được tôm, chắc là chuẩn bị thêm ít xúc xích nữa để xào cùng. Mình mời các bạn nhé. Mình mời tất cả các bạn nè. Cảm giác như nào bạn? Nhiều vị quá. Ngọt ngọt mà cay cay. Thơm thơm. Mình bị béo bơ. Mời tất cả các bạn nè. Anh Cường ngon quá. Mình cũng mời tất cả mọi người. Lần đầu tiên ăn xúc xích xào bơ tỏi. Nhìn cái mâm này rất là ngon các bạn ạ. Nhìn sau khi như mình xào lên nhìn ngon phải cắt chóng luôn. Nó có tên ngu ngọt mày. Ngon thật. Tôm nhiều lắm đấy, anh em đánh chén đi. Thưởng thức thử cái món tôm hùm đất đấy đi. Nghe danh gọi là nghe danh đã lâu nhưng mà hôm nay mới có dịp gọi là tái ngộ để thưởng thức nó. Mày phải ăn tôm đi, còn những cái đấy để cho anh này tận dụng ăn tôm mạnh như này ạ. Được chứ bạn. Ngon đấy bạn. Các bạn ạ, mình bóc con tôm này ra hình như là cái đầu nó không có gì, chỉ có mỗi cái thân thôi. Là có thịt đúng không? Là có thịt. Tôi nghe bảo con này có nhiều gạch lắm mà chả biết là có thật hay không. Hay bạn thử tìm kiếm con khác xem có gạch hay không. Thôi cứ ăn con ý, một lát nữa để tôi vào tôi tìm cho. Ok. Để ăn ít rau. Rau hôm nay tôi làm gọi là bày cho đẹp thôi. Vẫn ngon. Vẫn ngon. Khoai tây. Thế là hôm nay không chỉ ăn tôm xào bơ tỏi mà lại có cả ngô, xúc xích, khoai tây nữa. Tất cả xào bơ tỏi hết. Nhưng mà nhìn cái mâm rất là bắt mắt. Thì một lát nữa anh em thưởng thức xong sẽ cho các bạn biết cái cảm giác khi mà ăn cái món tôm hùm đất xào sốt bơ tỏi của anh em mình. Anh ơi, à đây đây, bà đây. Con này có này. Gạch các bạn. Các bạn thử xem nào. Ngon đấy. Mùi thơm thơm này. Ăn vào. Gạch bên trong đầu ấy. Tiến hôm nay mà ăn hết cái mâm này chắc là sẽ béo hơn nhiều em ạ. Lên cân chắc là sẽ béo ra đấy. Bởi vì cho khá là nhiều bơ đấy, rất là béo. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào để thưởng thức món tôm hùm sốt bơ tỏi các bạn ạ. Nhìn cái mâm này không, nhìn đang rất là béo rồi. Mình sẽ bắt đầu thưởng thức luôn rồi. Có ai ăn khoai tây cuốn snack chưa? Có đấy em, đầu tiên đấy. Nhìn bơ tỏi dính đầy con tôm luôn các bạn ạ. Mình mời tất cả các bạn nhá. Các bạn này. Cảm nhận đầu tiên khi mà mút cái vỏ nó không, nó thấy rất là béo rồi. Ngon. Hình như là lúc anh ngâm thái khoai tây đúng không? Anh ngâm thái.
anh hơi to anh. Anh còn đang để cả mồm em to nhưng mà thế này vẫn hơi to. Đây đang định để cả cú. Mình nhìn thấy cái đầu của nó rất là to, cái càng rất là to nhưng cái thân của nó rất là bé này các bạn này. Hay là con này nó bị như thế. Còn cái đầu to bị đầu to đi nhỏ. em nghĩ con này nó bị teo anh ạ, bị teo một số thứ. Nhìn nó rất bé luôn đấy. Bởi vì thử con khác để một lát nữa thử con khác xem nó có bị như thế không. Con này nó rất bé luôn đấy. Mà thịt của nó đấy. Hầu như nhìn tất cả con càng đều to. Càng to. Nhìn giống ít xì tôm hùm luôn. Ăn thử càng chưa? Bạn ăn thử càng chưa? Tôi ăn rồi. Có thịt đâu? Nó có ít bỏ. Tại vì nó là cái gân thôi. Ừ. Mói hết luôn. Cái trên đầu ăn này của nó có vị gì ấy. Tôi thấy lạ. Em thấy bảo nhiều gạch lắm rồi. Bạn ăn có thấy lạ không? Đây gạch kia. Ui. Vào trong tận của họ. Dính này. Mình ngu. Ngu ngọt sạch. Bơ tỏi. Tôi để hơi bắn tay một chút. Đó, món mới lạ. Nhưng mà rất là ngon. Rất là tuyệt vời các bạn ạ. Rất là thơm. Thơm bơ. Thơm quá rồi đấy này. Bạn thấy nào bạn? Món nó hấp dẫn rồi đấy. Ăn thấy béo quá bạn. Nhưng mà hôm nay sau khi anh mình thưởng thức ấy, thì hôm nay em mình sẽ dành phần ăn tôm nhiều nhất là Cường. Ấy thế. Em đã được con nào? Anh quên. Tôi ăn nhiều nước cốt tôm nhất thì đấy. Em hãy cho các bạn biết cái cảm giác này đi xem nào. Em không biết là cái mùi vị tôm như nào, nhìn hấp dẫn quá nhưng mà không ăn. Nhưng mà chắc là nước cốt tôm thì em nghĩ là ngon hơn thịt của anh ăn đấy. Dạ. Vâng. Nhưng mà đầu tiên là ăn cái kiểu nhìn tôm hấp dẫn quá, mà thèm quá. Không dám ăn, sợ gì đến nỗi. Đấy, hôm trước em đã tiếc rồi, đã bị tôm hôm trước anh gọi tôm em thèm lắm, mà hôm nay lại tôm hùm đất nhìn hấp dẫn quá lại không ăn. Và lại mai mình lại làm tôm tiếp. Đấy anh, mai anh làm tôm em lại phải ăn xúc xích tiếp anh. Được không? Tiến nào, cho bạn biết cảm giác sau khi thưởng thức cái món này em nào. Cái con ở trên trời dưới biển thì tôi ăn qua rồi, nhưng mà cái con sống ở dưới đất này thì chưa ăn bao giờ. Ăn thịt thì rất là ngọt này, thơm. Và cùng với các cái hương vị của tỏi hay là gì, nấu với bơ, ăn rất là béo luôn. Dạ. Nó chi là ngon. Đơn giản thì sao? Tôi đầu tiên thì được nhìn thấy con này, con tôm đất này, chưa ăn bao giờ, bây giờ mới được ăn tàu bơ tỏi, ăn rất là ngon luôn. Phần gạch bên trong lại ăn được ngon ngọt, mà cả các hương vị ở bên ngoài nữa, ăn rất là tuyệt vời luôn, cực kỳ ngon luôn. Nhưng mà em thấy anh em ăn tôm nó khỏe, lại còn ăn xúc xích, ăn khoai, ăn ngô khỏe lắm. Ngon ấy, ăn nó béo. Ăn đấy lên cân. Mày béo thì ăn lên cân làm gì lắm. Tao phải lên nha. Bạn Lâm thấy sao? Các bạn là lần đầu tiên mình được ăn tôm hùm đất. Thật sự tôm hùm một biển hay là gì tôi ăn nhiều rồi. Tôm hùm to hay là bé nữa. Rồi hôm trước ăn gỏi tôi ăn rất chi là nhiều luôn. Nhưng hôm nay tôm hùm đất này ăn có một vị gì nó khác hơn. Xào với bơ tỏi này, xào với lại khoai tây này, ngô này, xúc xích này, với lại ăn với rau này lại rất chi là thơm. Nói chung rất chi là ngon. Anh mình ăn món này thì tay hơi bẩn một chút, nhưng mà khi mà tay nó chạm vào bơ cứ mút lại một chút là món tay cảm giác ngon. Rất là béo và thơm các bạn ạ. Cực kỳ ngon luôn. Thì bây giờ thì mình sẽ không làm mất thêm thời gian của các bạn nữa, mình sẽ dừng clip này ở đây. Nếu các bạn mà thấy clip này của anh mình hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, một lượt chia sẻ video để ủng hộ anh mình nha. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối clip này của anh mình. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.